Bạn có nhu cầu mua tai nghe hay các loại phụ kiện điện thoại để chơi Free Fire, chơi Liên Quân tốt hơn? Đừng quên ghé qua shop Riaki Store HN tại Shopee nha. Riaki Store HN, uy tín, giá rẻ, chất lượng. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Live. Ok, hôm nay chúng ta sẽ đến với chương trình review Akao. Một số anh em sẽ bảo là tại sao không vào review vòng quay đi mà review Akao làm gì? Tôi kết hợp cả review vòng quay luôn. À mà cái vòng quay này có gì đâu review 200 hiệu đọc luôn ra là 2800kc. Đấy nhá. Trước khi vào review ác của anh chàng có tên là Sáu Nguyễn này. Đấy, đến từ quân đoàn SGB thì tôi cũng nói luôn cái vòng quay này 2800kc. Đấy, cho cái đầu khẩu đắt nhất. Đấy, với gì bị xoắn, mình gọi đọc vị. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với một anh chàng khá thú vị, đó là bạn Sáu Nguyễn. Đấy, bạn này lấy tên đúng ngoài đời luôn. Thì bạn này là một bạn mà có một cái hoàn cảnh không may. Đấy, bạn này là một bạn mà chúng ta thường hay gọi là bạn khuyết tật. Và bạn này có một cái hoàn cảnh không may mắn cho lắm. Thì bạn này thì nói chung là bạn ấy không có một cái thể chất, một cái thể trạng mà không được như là những người bình thường của chúng ta. Tuy nhiên thì bạn này vẫn là rất đam mê với Free Fire. Và bạn này cũng có chia sẻ là nhờ Free Fire mới có bạn bè để chơi cùng. Thì khi mà tôi nghe cái chia sẻ của bạn Sáu Nguyễn này, tôi cũng cảm thấy rất là trân trọng cái tình yêu của bạn ấy đối với cả game Free Fire. Tại vì nếu như mà các bạn biết đến bạn Sáu Nguyễn này thì bạn này cũng đã từng xuất hiện ở trong một số cái vlog, và trong đó thì có một cái vlog mà được IS Mobile đến thăm. Đấy, trước đây IS Mobile có một cái vlog đến thăm nhà bạn này, cũng tặng quà rồi các thứ. Thì đây bạn có cái hoàn cảnh không may mà như tôi đã nói rồi, nhưng mà bạn ấy vẫn có một tình yêu rất lớn đối với cả con game Free Fire này. Đấy, ông này thì tài khoản được cái là rất chăm chơi sinh tồn. Đấy, mùa nào cũng chơi, cũng lên huyền thoại căng đét luôn. Mùa nào lên huyền thoại chất thật sự. Đấy, chất vãi trưởng mà bường, đừng hỏi luôn. Hỏi gọi là hết nước chấm, lên huyền thoại gọi là nhiều hơn Riaki. Và chắc chắn nhiều hơn tôi rồi. Tôi có một số mùa tôi bất lực trong việc lên được huyền thoại. Ông này vẫn lên huyền thoại đều anh em ạ. Đấy, tài khoản thì đều qua một chút về kỹ năng thì bạn này rất thích chơi Tatsuya. Đấy, mặc dù về cái thể trạng của bạn ấy thì tôi nghĩ là khó mà có thể chơi những cái kèo kỹ năng quá nhiều. Nhưng mà bạn ấy vẫn gọi là chơi toàn những con nhân vật cần kỹ năng cao. Đấy, như là con Tatsuya, đấy là một trong cái rất đáng chú ý. Đấy, thực sự như thế. Bạn Sáu Nguyễn này thì cũng đã có liên hệ với tôi từ một khoảng thời gian trước rồi, mà đợt đấy tôi bận nên tôi ít làm review ác. Đợt đấy thì nhân tiện là đang làm một series review ác lại thì mình cũng đưa bạn ấy đến dành cho anh em cộng đồng. Thì bạn ấy sinh năm 98 nhá, và bạn ấy chơi Free Fire từ hồi 2018. Đấy, thấy chia sẻ là cũng mất 3-4 cái ác nạp vào game rồi, nạp ít nhưng mà nạp cũng ít. Đấy, chắc là tầm 10 củ vào game thôi. Đấy, cũng là một bạn mà như tôi đã nói rồi thì hoàn cảnh cũng chưa cho phép bạn ấy có thể đầu tư nhiều vào game cho dù rất là thích. Thì bạn này cũng biết đến giải tay to buổi tối của tôi ngày xưa. Tức là bạn này thì lúc là xem giải tay to buổi tối ấy thì chắc là bạn ấy bảo là mới biết xem giải đấu là gì. Đấy, thấy mới hay. Đấy, tức là có rất là nhiều bạn, có thể là các bạn ý ít xem các giải của Aina. Tại vì các giải của Aina ngày xưa là cuối tuần mới tổ chức thôi. Đấy, có thể là bạn ngồi xem stream thì các bạn ý xem được giải tay to buổi tối của tôi. Đấy, thế là mình cũng mang đến những cái giá trị dành cho cộng đồng ấy chứ. Đấy, mình mang đến cái giá trị dành cho cộng đồng. Quá tuyệt vời luôn. Bạn ấy đấy như là có chia sẻ rồi thì là bạn ấy cũng có không có nhiều bạn bè từ nhỏ. Đấy, do cái tôi nghĩ là có thể do cái hoàn cảnh về mẹ thể chất của bạn ấy đấy, nhưng mà vì nhờ chơi Free Fire thì bạn ấy cũng có nhiều bạn bè hơn. Rất là đỉnh, đỉnh của chóp, tuyệt vời, rất là tuyệt vời luôn. Thì đợt trước ấy thì tên trong game của bạn ấy là Tiger. Đấy, Tiger. Và bạn này thì bạn ấy theo dõi tôi thì bảo được khoảng 3 năm. Đấy, 3 năm. Bạn ấy thì cũng gọi là nói sao ta, nói chung là tôi cũng không biết là phải nói về tình trạng của bạn ấy như thế nào. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà các bạn mà bạn nào biết Facebook của bạn ấy thì bạn ấy có thể xem ngó qua. Đấy, có thể qua đây ghé thăm người ta. Ok, về tài khoản của bạn này thì chắc là bạn ấy chia sẻ nạp cỡ khoảng 10.000kc. Đấy, 10.000kc. Và lần đầu tiên mà bạn ấy có liên lạc với tôi qua Facebook ấy
đấy là từ năm 2021, tức là từ cách đấy 3 năm cơ. Đấy, tức là từ ngày tôi có đọc lại cái lịch sử chat. Tại vì thật ra ấy là nhiều khi nó câu chuyện là như này, tức là có một số bạn chat với tôi nhờ tôi review ác, nhưng mà nó sao ta, nhưng mà cái Facebook nó bị trôi đấy, và mình một ngày tôi không thể đọc được hết tất cả. Tức là cái hồi bây giờ thì nó dễ hơn đấy, tại vì bây giờ nói thật là mình cũng hết là idol, hết nổi tiếng rồi, thế nên là bây giờ số lượng người mà họ inbox cho mình thì nó ít hơn. Ngày xưa ấy, cái giai đoạn hồi 2021 lúc mà cái mấy kênh của tôi nó còn hot ấy, đấy, rồi còn nhiều view ấy, thì là kiểu cái số lượng các bạn inbox một ngày nó rất là nhiều. Đấy thì các bạn Sáu Nguyễn này, tôi vẫn có cái những cái lịch sử chat của bạn ấy, thì bạn ấy đã liên lạc với tôi chính xác là từ ngày 2 tháng 5 năm 2021, tức là cách đây 3 năm rồi. Đấy, 3 năm rồi, sau đó thì tôi không đọc được cái thông tin của bạn ấy để trả lời. Thì sau đó thì đến 2021 thì bạn ấy có một vài lần nữa, bạn ấy cũng có review, bạn cũng có chat lại với tôi. Đấy, và cho đến tận tháng 12 năm 2023 thì là tôi không nhớ bằng cách nào đó, nhưng mà đến tháng 12 năm 2023, tức là tháng 12 năm ngoái, thì là tôi mới lần đầu tiên nói chuyện bạn ấy. Khiếp thật sự. Chất vãi nồi, chất vãi trưởng con bà hưởng. Nhưng mà kể cả sau đó thì tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian thì tôi mới gọi là hồi đáp các thứ lại cho bạn ấy được. Đấy, cũng phải mất khoảng thời gian mình mới có thể hồi đáp rồi sắp xếp review app cho bạn ấy. Ok, và sau một chút về tài khoản thì ông này dùng mà mấy hàng quốc dân kiểu như là M4A1 rừng xanh, AK47 rồng lửa, đấy, SK ghiên thủ. Ok, hình như là bạn này chỉ có một skin nâng cấp duy nhất, thì đó là khẩu MP40 mãng xà level 4. Đấy, đây là format mặc cả rồng, skin gọi là quốc dân, skin quốc dân luôn, xịn sò con bò, căng đét khá là lẹt, XM8 độc dược. Rồi ninja đấy, rồi cái gì đây, tia chớp, bão táp, rồi bão tuyết, ngày buya, nói chung là toàn skin súng gọi là tầm trung, skin súng mà gọi là bình thường thôi, cũng thật ra cũng chả có nhiều điều kiện để mà đầu tư skin súng cái gì nhiều. Đấy, nhiều khi cuộc sống của chúng ta khó khăn. Đấy, nhưng mà tôi nghĩ là nếu mà bạn nào quen biết bạn này thì cũng có thể ghé thăm bạn này, tặng quà cho bạn ấy. Thực sự đây là một người mà rất nghị lực, với cái thể trạng của bạn ấy mà có thể chơi Free Fire, rồi có thể mà không những chơi Free Fire còn leo cao thủ các kiểu đó, và leo huyền thoại các mùa đỉnh của chóp luôn. Và đó cũng là một cái niềm vui dành cho bạn ấy trong cuộc sống. Đấy, nó nhiều khi các bạn hiểu là có thể là việc chơi game với chúng ta nó là một chuyện hết sức bình thường. Đấy, với những người gọi là hoàn thiện về mặt thể chất như chúng ta thì cái chuyện chơi game rất bình thường, lấy điện thoại chơi thôi đấy, rất đơn giản. Nhưng với những bạn mà kém may mắn ở trong cuộc sống thì cái việc chơi game nhiều khi nó là một điều gì đấy mà cũng phải cần nỗ lực và cũng phải cần những cái gọi là nghị lực để mà có thể vươn lên, và nó mang lại các bạn niềm vui rất là lớn. Chúng ta kiểu chơi một trận game chúng ta thấy nó bình thường đấy, chúng ta chơi một trận game chúng ta thấy nó bình thường đấy, nhưng với các bạn ấy chơi được chơi một trận game nó là một điều gì đấy nó gọi là trên cả tuyệt vời rồi. Đấy, ok, quân đoàn nó này tên là SGB. Ôi trời, sao có mỗi 2 người này, và một người lại còn 30 ngày trước lại còn chưa vào game ạ. Vãi trưởng, quân đoàn có một người này. Và thế thì anh em, sao bạn này bạn không vào một quân đoàn nào đấy nhỉ? Đấy, sao bạn Sáu Nguyễn này bạn không vào một quân đoàn nào đấy nhỉ? Thế anh em ai mà chưa quân đoàn mà muốn giao lưu học tập, giao lưu học hỏi bạn này thì anh em vào quân đoàn của hôm nay nhỉ? Đấy, quân đoàn SGB. Đấy, anh em vào quân đoàn hôm nay giao lưu với người ta, chơi cùng với người ta. Sao lại chơi một mình này cho nó khổ ra? Đấy, tại sao lại chơi một mình cho nó khổ ra? Đấy thì bạn Sáu Nguyễn nhá, bạn xem mà có ai ở trên kênh Viaki Live này mà xin một quân đoàn duyệt luôn. Đấy, duyệt luôn vào giao lưu học hỏi, nói chuyện buổi tối, hiểu có vài người trong quân đoàn cùng nhau kiểu leo rank chém gió thứ, nó cũng vui mà. Đấy, nó cũng vui mà. Ok, thì đấy là cái phần review rất nhanh, vì thực ra tài khoản này không có quá gì nhiều điều. Đấy, chủ yếu là mình mang đến cho các bạn câu chuyện về bạn Sáu Nguyễn, một bạn khuyết tật nhưng mà vươn lên trong cuộc sống và cũng có một niềm vui, một niềm đam mê với cả Free Fire trong suốt 4 năm. Đấy, bạn chơi từ trong suốt 6 năm nhé, bạn chơi từ 2018 mà đến 2024 vẫn còn chơi, quá tuyệt vời. Cảm ơn anh em theo dõi video này. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video review tiếp theo nhá.
Đợt này thì mình cũng cố gắng làm nhiều video review bác hơn để mang đến cái câu chuyện về những người chơi ở FIFA cho các bạn nhiều hơn. Ok, cảm ơn, hẹn gặp lại, bye bye.